Vì cái sự hộ niệm đông người không đủ tâm lực để tác động tới hành ẩm của người kia, không đủ tâm lực để làm chấn động cái người đang chết. Tại lúc đó họ rời thân, họ rất là hoang mang. Thì đã cần một người có năng lực hơn là cần số đông. Số đông nếu không đủ cái định tâm và không có đủ cái thông cảm được với tâm thức thì không tạo được năng lực cứu độ. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Tuy nhiên chúng ta nói tới người ta bắt đầu mang cái này đi tiếp trong cái cõi này. Và theo kinh Đức Phật nói là có hai loại người, có hai hạng người. Một hạng người cực thiện thì khi chết tới cõi trời vô sắc liền. Một người cực thiện, cực ác thì chết bị đọa địa ngục A Tỳ liền. Còn lại thì phải mang thân trung ấm. Và thân trung ấm này cứ 7 ngày nó bị chết để nó nhận thân trung ấm mới, 7 ngày bị chết để nhận thân trung ấm mới, cho tới 49 ngày thì tùy nghiệp mà thọ sanh. Bây giờ cho nên trong đạo Phật mới xảy ra cái chuyện tuần thất á. Mỗi lần cúng thất là mỗi lần mình tụng kinh tụng kệ để chi? Để hy vọng rằng cái thần thức tiếp nhận được kinh điển hoặc là những cái từ lực của Tam Bảo mà họ được nhẹ nhàng á. Vậy là tới ngày thứ 49. Bây giờ mình nói trường hợp là người này được thọ sanh đi nha. Còn những trường hợp khác nó rộng lắm, mình không nói bàn. Thì ở trong kinh Đức Phật nói là người này phải chết thêm một lần nữa. Thì rất là nhiều người hiểu lầm tới cái chỗ này. Tức là khi cái thần thức nhập thai, tất cả những lý thuyết khác có khi không giải thích hết được. Cái phút chốc mà mình vẫn còn ngoan nguyên, mình là Nguyễn Văn Ổi, Nguyễn Văn Xài, Nguyễn Thị Mít gì đó để vào thai, có chưa? Thì vậy là trong cái phút mà giao hợp của cha mẹ thì nó phát ra một cái loại lửa, một lửa dục rực sáng cho những người còn cái nghiệp sinh tử. Họ tiếp nhận được ánh lửa này và họ bị một cái lực hút mãnh liệt để đi tới, họ không cưỡng lại được. Đây là chuyện mà khủng khiếp nhất mà Đức Phật nói là khi chết á, mà chúng ta khó thọ thân người đời sau lắm. Khó thọ cái thứ nhất là gì? Là cái phút chốc đó nó hàng triệu triệu cái thần thức giành giật để chung vào. Mình chưa chắc là mình đủ lực để mình xem vào. Cái thứ hai là gì? Ngoài loài người ra, tất cả các loài cầm thú khi quan hệ nhau đều phát lại ngọn lửa này. Và ngọn lửa này phát lên nó gây một sức hút mãnh liệt với những người chưa tu tập còn có năng lực dục. Chúng ta không kiềm chế được trong lòng của mình. Mỗi khi gửi dục mà chúng ta không kiềm chế được thì coi chừng là mình bị hút vào những cái cái chỗ thấp hơn loài người. Đây là điều mà chúng ta mới giải thích được tại sao mà có khi mình vô mình nậm hồi cái mình thấy mình ăn lông đâu có giống như cái kia đâu. Rồi mình không thọ nhận cái thực phẩm để mình chết non trong bụng, hoặc là khi sinh ra chết, rồi những loài thuốc sinh ra chết, hoặc có những cái thần thức của những cái loài thấp hơn, họ không đủ phước để làm người, nhưng mà trong lúc tranh giành đó họ lọt vô được. Lọt vô được rồi có khi họ sống 1-2 tuổi họ không có đủ cái nghiệp, có khi thì chết non trong thai, có khi họ ra đời 1-2 tuổi họ chết tại vì họ không đủ cái nghiệp làm người. Không đủ cái nghiệp người, nhưng mà có một chút nghiệp liên quan tới hai vợ chồng người này, có nghĩa là cũng bị nợ nần gì đó trong đoạn, thì họ chỉ tới nhau đoạn đó rồi họ sẽ trở lại cái nghiệp thấp hơn hoặc là họ đi cao hơn, ví dụ vậy. Thì vậy là cái phút mà chúng ta chuẩn bị vào thai đó, thì sau cái sự tranh giành sâu xé nhau hàng triệu triệu thần thức như thế, chúng ta không phải mạnh khỏe hơn mà được vào, không phải chúng ta giỏi hơn mà được vào, mà giữa chúng ta với cha mẹ mình nó có một cái nghiệp liên hệ với nhau. Cái nghiệp đó tự động nó tạo thành một loại ánh sáng nghiệp thức và có một đường dây riêng để chúng ta đi vào. Giống như mấy buổi lễ thiệt là lớn vậy, nhưng mà cái người mà người nhà tự động mình chen vô cửa này cũng được, nhưng mà có một cái đường khác để mình vô chánh điện được thì mình cũng vậy. Mình với cha mẹ mình có một đường dây nghiệp thức với nhau thì tự động nó sẽ hút nhau bằng một đường dây lạ thường và chúng ta lọt vô trong thai. Thì như vậy là tự nhiên tắt hết ngọn lửa kia liền, mấy thần thức này bích đường để đi vào, họ bắt đầu rút lui, là mình bắt đầu được vào thai. Nhưng ngày phút chốc chúng ta vào thai đó, ngay cái phút mà chúng ta vào thai thì chúng ta chạm tới tử cung của bà mẹ thì thần thức liền chết một lần nữa. Chết một lần nữa là nó hết biết cái chuyện cũ luôn. Thì kiểu thế gian gọi là uống cháo lú, thì phút giây này chúng ta tự động chúng ta quên mình là Nguyễn Văn Ổi, Nguyễn Thị Mít, Nguyễn Văn Xài. Chứ nếu như bây giờ nếu mình còn nguyên mình là Nguyễn Văn Ổi thì cái bào thai mới này cũng là mình nữa, thì vậy là mình là hai cái ngã, thì nó sẽ thành lộn xộn đi. Do đó phút đó mình phải chết đi cái cũ để mình nhận cái bào thai đầu tiên, đó là mình. Tức là cái tế bào đầu tiên đó là mình, bắt đầu mình chấp là mình. Thì cái tế bào được chấp là mình á, thì nó có một sự bảo bọc, một cái vòng hào quang của chính nó. Tức là cái gọi là dùng từ là cái linh hồn nhỏ của từng tế bào.
Rồi tế bào đó bắt đầu phân bào thành hai tế bào thì nó sẽ có hai cái linh hồn, ba tế bào sẽ có ba linh hồn, tám tế bào sẽ có tám linh hồn, ví dụ vậy. Thì nó kết nối thành tế bào, lần lần lớn lên thì tất cả mỗi tế bào đều có một hào quang đó, và hào quang đó thành hình nguyên cái thân, thì chúng ta nguyên một cái hào quang gọi là cái ảo linh hồn, cái ảo ngã để bao bọc gìn giữ cái tế bào của cơ thể chúng ta. Nhưng mà ngoại đạo nó thấy không hết điều này, nó nghĩ cái này là linh hồn, tức là cái sự sống của chúng ta, mà thực sự cái này nó tồn tại nha. Cái này nó tồn tại mãi mãi trong không gian. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở kiếp này chúng ta là người nữ nha, thì chúng ta chết á, ha, cái người nữ này sẽ còn hoài hàng tỷ tỷ năm, nó còn hoài, chúng ta không mất cái bóng dáng của một người nữ trong cái kiếp này đâu. Giống như là chúng ta hồi xưa ở Việt Nam mà ai có đã từng quay phim nhựa đó, ví dụ như là quay chúng ta vậy một cái rồi cái phim nó còn, thì hàng trăm năm sau cái bóng nó vẫn còn, cái bóng nó vẫn còn. Cho nên đến một lúc mà khoa học phát triển được á, quý vị thấy họ có thể họ chụp được cái bóng mình ở đây nha, và nếu như họ có khả năng kết nối được cái tập phim kế tiếp thì họ sẽ quay ngược lại, họ quay ngược lại họ thấy cái đời trước mình là cái gì. Và chính nhờ cái không mất này nè mà Đức Phật khi chứng túc mạng thông á, Đức Phật thấy xuyên suốt hàng hà sa số kiếp về trước. Chứ nếu như qua đời này mình mất là Đức Phật không bao giờ thấy những kiếp trước rồi. Cho nên á, với mắt bình thường của người thế gian thấy có mình sống mình chết ở đây, nhưng mà thật sự mình không mất, cái đó không mất. Cái có thể thay đổi là sắc thân tứ đại thôi, còn cái bóng dáng của hành ấm vẫn còn tiếp nối từng tập như từng tập phim kéo dài hằng hà sa số kiếp. Thì vậy là có ví dụ như trước đây 10 tập phim là mình ở cõi thấp hơn, là mình mua cái con gì ở dưới, đúng không, mình có thể là con cọp, con rấu hay là con gì đó, hoặc là chúng ta ở cõi trời vân vân, thì tất cả những cái đó vẫn còn nguyên. Rồi mỗi một đời chúng ta thay đổi một tập phim đó, thì mỗi một quãng đời của một cái thần thức đó, một cái thần thức đó nó lưu lại cái hình bóng và dung chứa bao nhiêu nghiệp tức sanh tử, những cái hành động buồn thương giận ghét chúng ta vẫn còn đó, để chúng ta tiếp nối tập phim kế tiếp cho tới khi nào mà chúng ta tu, chúng ta phá vỡ được cái ngũ uẩn để chúng ta đi ra, tức là chúng ta phá vỡ được cái thân ngũ uẩn này là còn lại 4 uẩn đó. Vì vậy là lúc đó đó, lúc mà chúng ta nhập thai nối theo 12 nhân duyên, thì cái phút giây nhập thai chúng ta bị một cái choáng, giống như là bây giờ mình bị ai đập cái bụp vô đầu mình để mình choáng, mình té xỉu vậy đó. Thì cái dạng đó là cái dạng mà gọi là chết lần thứ hai, là chết cái thân trung ấm này để cái phút chốc chúng ta vào thai. Thì chỗ mà choáng đó, chỗ choáng ngợp đó đó gọi là vô minh. Vô minh choáng ngợp đó rồi bắt đầu bao nhiêu cái vốn liếng mình mang vô thai rồi nè đó, mình bắt đầu mình tỉnh lại. Tỉnh lại thì cái sự vận hành tâm thức bắt đầu vận hành tiếp, gọi là hành vô minh, dương hành. Dương hành rồi mình mới thấy mình là cái trứng chút xíu đó, bắt đầu mình tróc cái trứng chút xíu là mình, thì mình mới thấy rằng cái vùng trời chung quanh mình tối thù lùi, tức là tâm thức bắt đầu phân biệt. Vô minh dương hành là hành dương thức đó. Và bắt đầu sự phân biệt đó xảy ra từ manh nha ở trong thai mẹ đó đó, mình thấy mình khác với môi trường chung quanh rồi. Rồi nó bắt đầu cái thân mình lớn lên, bắt đầu nó mới tạo danh sắc á. Danh sắc, danh là cái tên tuổi sau khi sanh ra, còn cái sắc là cái hình bóng mình, cái hình thể mình bắt đầu được hình thành ở trong thai mẹ vân vân, là chúng ta bắt đầu lớn lên theo cái chiều 12 nhân duyên. Vì vậy là khi cái hành chúng ta còn nguyên đó, chúng ta tu không phá vỡ nổi. Rồi cái thức là gì? Cái thức là cái trong kinh Đức Phật gọi là cái tri, tức là cái biết của mình ở hiện tiền này nè. Ví dụ như mắt mình thấy sắc, mình biết. Cái biết, cái biết này mà chúng tôi nói là rất là nhiều người tu thiền bị lầm. Tại vì có những lúc chúng ta tọa thiền, chúng ta được an tịnh, đúng không? Lúc an tịnh chúng ta biết mọi cảnh vật xung quanh bằng cái biết của mắt tai mũi lưỡi thân. Ví dụ như mắt chúng ta vẫn thấy hình sắc nhưng mà ta không phân biệt. Tai chúng ta vẫn nghe âm thanh mà mình không phân biệt. Mũi chúng ta cũng nhận biết mùi mà mình không có phân biệt. Không khởi niệm phân biệt, nhưng mà nó là cái tri đang biết thông qua lục căn. Chúng ta nên nhớ điều này. Cho nên chúng ta chưa ra khỏi thân căn ngũ uẩn, nhưng mà có một cái số lý luận của thiền học cho rằng tới đây chúng ta ngộ tánh, là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta chưa ra khỏi tâm thức để chúng ta biết. Thành ra cái biết của tự tánh á, nó cũng là cái biết không phân biệt nha. Nhưng mà cái biết của tâm thức nó cũng là biết không phân biệt, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể nhận biết rằng cái biết không phân biệt của tự tánh và Phật và cái biết của thức ở chỗ này. Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Nếu chúng ta học không thông chỗ này, chúng ta tu sẽ bị lầm lẫn.
Và hiện tại có rất là nhiều nhiều người, chứ không phải là một hai người, hàng triệu người tu thiền cho mình đã ngộ tánh ngay chỗ này, ngay chỗ cái thức không phân biệt. Nó biết nha, nó biết, nhưng mà thực sự lúc cái sự nhận biết đó vẫn có một sự khác biệt giữa mình và người. Mắt mình đang thấy sắc, tai mình đang nghe tiếng một cách tường tận rõ ràng, nhưng mà mình đang thấy và tai mình đang nghe, chứ mình chưa vượt khỏi con mắt để thấy, chưa vượt khỏi lỗ tai để mình nghe. Thì như vậy là cái biết chúng ta vẫn còn trong tâm thức chúng ta chưa ra. Thì như vậy người này chưa phải là ngũ uẩn giai không. Cho nên tu tập chỗ này chúng ta không minh định rõ ràng, chúng ta sẽ chết. Và rất là nhiều người chết cửa ngõ này. Họ cứ cho rằng họ thấy tánh, họ cứ sống bừa bãi để rồi cuối cùng ra đi trong mù mịt. Và rất là nhiều cái vị được gọi là giáo chủ chứ không phải là người bình thường vẫn không qua cửa ngõ này. Nếu chỗ này mình không minh định kỹ, ai ra được? Tại vì họ đã tới cảnh giới là biết không phân biệt mà. Bây giờ mình nhắm mắt mình ngồi, mình ngồi thiền, cái bắt đầu tâm mình yên tĩnh, cái lỗ tai mình nghe mọi cảnh duyên của mình không phân biệt, đúng không? Bây giờ mình mở mắt ra mình nhìn mọi cảnh sắc mình đúng đâu phân biệt đó. Thì vậy là coi như mình ngộ tánh rồi. Và tới chỗ này nó chỉ là cửa ngõ của ý thức mà thôi, chưa qua được đâu. Khi nào mà chúng ta có một cái choáng chết nữa, đây là cái lần chết mà ngay cái phút giây hiện tại này mà mình biết chết nè, chúng ta phải chết thật ngay tại đây, một choáng mình chết thiệt, thì lúc đó mình sẽ có một cái biết mà không phải của thân tâm này nữa, một sự nhận biết toàn tri phủ trùm pháp giới này mà không thông qua thân căn ngũ uẩn. Thì khi đó chúng ta mới biết tánh là gì. Còn tất cả những nhận biết mà một lần chúng ta chưa ra khỏi thân căn này để chúng ta biết, thì đừng nghĩ là mình ngộ tánh. Những người tu thiền làm ơn biết tới chuyện này để mình còn cửa ngõ để mình bước. Chứ ai mà đã từng ngồi thiền, đã từng tu tập, đã từng thấy rằng mình đó là thấy không có động, nghe không có động, ngửi không có động, nếm không có động, mà cho rằng mình ngộ tánh cho mình chứng đắc là mình chết. Tự chung thay mình ở thức quẩn này chưa ra được. Đây là một cái cửa ngõ hết sức quan trọng. Thành ra tất cả những người mà đã tu tập theo Phật Đạo, chúng ta phải học thật rõ ngũ uẩn này. Và chỗ này chúng ta phải minh định một cách chính xác với nhau để chúng ta tới đây chúng ta đừng có lầm. Tại vì chúng tôi đã tiếp xúc quá nhiều người, và rất là nhiều người ngộ đạo ngộ đạo khắp thế giới này. Đi đâu chúng tôi cũng nghe rồi, tôi cũng ngộ tánh rồi thầy. Tôi ngộ tánh rồi, tôi thiệt thầy. Giờ tôi thấy tôi cũng không động, tôi nghe cũng không động, tôi ngửi cũng không động, ngộ tánh tôi nói chưa đâu. Bây giờ làm sao mà thấy không bằng con mắt, nghe không bằng lỗ tai, thì hy vọng là ông thấy tánh. Và đó chúng tôi có kể một câu chuyện rồi, hình như năm 2005 hay gì, tôi giảng cái đề tài tứ niệm xứ đó. Thì tôi gặp một vị thầy nhập thất ở trong cái khu thiền viện Thường Chiếu. Đây là một sự thật nha. Thầy này ở trong khu thiền viện đó là khu thiền thất đó là đã trình kiến giải với hòa thượng rồi, và được xem như người ngộ đạo. Và chính thầy ở trong khu thiền thất đó đều công nhận vị này là thiền sư, tại vì sống tự tại lắm, sống tự tại lắm. Tôi thì có cái tật là nghe người ngộ đạo là phải tới hỏi thăm thì không có nhịn được. Cho nên ngày đầu tiên tôi nhập thất, tôi vô sau, thầy này nhập trước cũng gần một năm rồi. Tôi vừa vô khu thiền thất thì cái chuyện đầu tiên là tôi hỏi thăm người ngộ đạo rồi mới nói chuyện sau. Tức là xách đồ xách đạc bỏ trong thất xong rồi gặp thầy, mời thầy cho tôi hỏi một câu. Này tôi nghe đồn là thầy ngộ đạo rồi, được hòa thượng xác nhận rồi, và quý thầy trong này cũng đã công nhận thầy ngộ đạo rồi. Thì ổng cũng cũng nghiễm nhiên nhận mình ngộ đạo, ngồi gật gật đầu thấy cũng dễ thương lắm. Thì nó được rồi. Xin thầy cho con hỏi một câu thôi. Ở trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nó là lục căn hữu dụng. Có nghĩa là không cần con mắt mà có thể thấy sắc, không cần lỗ tai có thể nghe được âm thanh. Thì vậy là xin thầy nói một câu lục căn hữu dụng cho tôi nghe đi. Nói đâu được đâu. Tại chưa ra khỏi thân ngũ uẩn lấy gì nói. Không có biết đường để nói. Cho nên nó là đây nè, để cho thầy biết, thầy dù có ngồi 1.000 năm không phân biệt, thầy chưa phải là người thấy tánh nghe chưa. Thầy có ở 1.000.000 năm không khởi niệm, chưa phải là người thấy tánh nghe chưa. Tại vì chưa có ra khỏi thân căn ngũ uẩn này đâu. Thầy vẫn ở chỗ tri lặng lẽ đó mà nhận biết mọi điều, thì vẫn còn ở trong này. Cho thầy biết nên thương mình mà để phá vỡ thân ngũ uẩn ra đi. Chứ nếu thầy còn tiếp tục ở kiến giải này cho mình là người thấy tánh, thì thầy sẽ thấy cuối đời của mình thầy vẫn là người mù mịt, không thể phá vỡ sinh tử được đâu. Đó là một điều mà phải nhắc nhở nhau như vậy. Thật ra đây là cái chỗ hết sức trọng yếu của tất cả những người tu tập. Tại vì mình rất khó ra khỏi cái này lắm.
chúng ta đã đạt tới cảnh giới định, an định rồi á, chúng ta ở chỗ lặng lẽ thường tri đó rồi á, là chúng ta khó ra lắm, tại bình yên tuyệt đối. Đừng có nghĩ cái thức là một sự sao động đâu. Cái thức phân biệt ở mắt để nó nhận định hình sắc thế này thế kia, nó chỉ là cái ban đầu. Nó chỉ là cái sự phân biệt giữa mình và hình sắc. Ví dụ mình thấy mình khác với cái bàn, mình khác với cái ghế, khác với tất cả mọi điều, nó chỉ là cái phân biệt của thức thôi. Nhưng mà tới cái chuyện mà phải thương, phải ghét là hình tưởng nó xảy ra. Thành ra mình tu mình mới lắng được hình tưởng, nhưng mà hình thức chưa giải quyết được, cái mình nghĩ là mình chứng đạo rồi, là mình sai. Khi mà có cái tưởng xảy ra rồi thì mới có cái thọ xảy ra, là mình khổ, mình vui, mình thương, mình ghét, thì cái đó là hằng thọ. Thật ra mình có thể qua mặt được hằng thọ này, mình có thể qua mặt được hằng tưởng này, nhưng mà hằng thức mình chưa qua. Mình vẫn là cái sự thấy sai biệt giữa mình và hình sắc, chưa phá vỡ được chỗ này. Bây giờ dù mình có lặng lẽ đi nữa, mình nhận biết mọi hình sắc đi nữa, nhưng mình và mọi hình sắc còn hay là khác, một hay là hai, chúng ta chưa ra cái cửa ngõ này. Và nếu chúng ta chưa ra cửa ngõ này thì biết rằng mình chưa tới đâu. Người tu chúng ta phải biết được chỗ này. Khi chúng ta ra khỏi cửa ngõ này rồi á, thì hy vọng rằng mình mới biết mình là ai. Thì chỗ này Ngô Dự Ân diễn tả cái khúc mà lật ngũ hành sơn á, thì từ đó là sao, là con khỉ trời thiên trở thành tôn hành giả, bắt đầu phải phân biệt được chánh tà đúng sai. Chứ nếu không là chúng ta chưa khai tuệ Phật đạo được đâu. Và chưa khai tuệ Phật đạo có nghĩa là ngũ quẩn chúng ta chưa phá. Tại vì trong kinh Bát Nhã nó ngũ quẩn giai không thì độ nhất thiết khẩu ách. Cho nên chỗ này chúng ta chưa phá thì khổ ách vẫn còn nguyên đó, để dẫn chúng ta tiếp tục trong sinh tử, chứ chúng ta chưa ra được. Chúng ta nên biết điều này. Thành ra khi đi học Phật đạo là chúng ta phải nhìn lại thân căn ngũ quẩn mình, để mình phải thấy một cách tường tận cái thân căn ngũ quẩn này là cái gì. Rồi mình vào trong đó, hoặc là mình ra mình kẹt, hay là mình hết kẹt, mình phải thấy rõ. Cho nên cái việc giải quyết sinh tử tức là giải quyết thân ngũ quẩn này nè. Những cái buồn thương giận ghét, những cái tưởng tượng dẫn dơ, những cái ý chí, những hành động, những cái năng lực, những cái điều này điều kia nó xảy ra nơi thân tâm chúng ta phải nhận rõ nó thuộc cái tầng lớp nào, chúng ta đang còn ở đâu. Và rõ ràng nếu trong công phu tu tập mình chưa tới đâu thì còn nguyên bốn cái quẩn này. Và bốn cái quẩn này nó không chịu yên. Mà làm sao nó yên được? Bỏ thân rồi nó lẹ đi kiếm một thân mới. Thân mới tương ưng với cái nó đang có. Đây là cái vốn liếng. Giống như bây giờ mình tới Mỹ mình làm ăn lâu năm rồi, cái bây giờ mình có một số tiền, mình muốn cất cái nhà thủy của mình, thì mình có cái nhà mới. Thì cái thân ngũ quẩn nó cũng giống như vậy đó, cũng mang bao nhiêu vốn liếng đó để kết thành cái thân mới. Thì cái phút mình nhập thai á nha, phút mình nhập thai gọi là cái hành nó vận chuyển á, tức là từ cái choáng vô mình để mình nhập vô cái thai mẹ, mình mất đi cái tên Nguyễn Văn A cũ rồi, bây giờ mình cái bào thai mới là mình rồi, thì bắt đầu cái hành vận hành, cái hành vận hành để nó tính toán lại, nó nắn nót cái thân mình thành trai hay thành gái, thành đẹp hay thành xấu là cái chỗ này. Tại vì bây giờ cái hành bắt đầu hoạt động rồi thì nó nhận biết rằng mình với cái vốn của đời trước mình là cái gì, phải không? Mình với bao nhiêu nghiệp ác, bao nhiêu nghiệp thiện, để mắt mình nó là dài hay là nó là ngắn, nó là tròn, nó là méo, cái miệng mình nó đẹp hay nó xấu, lỗ mũi mình nó như thế nào, nó cao nó thấp vân vân, thì cái hành nóng bắt đầu nó nắn nót thành cái thân của chúng ta. Thì cái hành nó làm việc một rẹt để nó lên một công thức cho một cái thân này. Chưa? Nó bắt đầu nó hình thành cái thân đúng như nó chọn lựa. Để mình ra đời bằng cái thân này là mình đã chọn lựa trong lúc mình là vừa nhập thai đó. Thì cái hành bắt đầu làm việc này liền, hiểu không? Chứ không phải là ai nắng nó mình trên mình nói đó, mình tạo dựng cái thân mình trong cái phút chốc mình vừa nhập thai đó. Thì vừa nhập thai đó mình nhận cái bào thai là mình rồi á, thì cái mình muốn, cũng muốn đẹp lắm, nhưng muốn đẹp đúng với cái nhân quả của mình đang có. Thành ra mình dựng lập một cái thân đẹp hoặc là xấu trong cái phút giây, trong một cái thoáng hành ấm vận hành đó, đó là nó tạo ra cái thân này liền. Nhưng mà nó chưa, bắt đầu bào thai nó lớn lên nó mới hình thành theo cái dựng lập đó của chính mình. Để rồi khi mình ra đời cái mình đẹp thì mình cũng hãnh diện, chứ cho mình xấu mình cũng đừng có buồn lại cái tiện nên mình nắng nót ra mình, không phải ai. Cái đó là tự mình tạo. Mình thành nam, thành nữ, thành thế này thế kia là tự mình tạo. Rồi mình ra với bao nhiêu cái vốn luyến mà mình đã huân tập đó, mình mang vô thân này, để rồi ra có bao nhiêu cái nghiệp thức mà mình phải sống trong cuộc đời mới. Và chúng ta luôn như vậy. Cho nên chúng ta còn mong mỏi quá khứ, còn vọng hướng tương lai, là những cái này nó còn nguyên như vậy để chúng ta tiếp tục đi. Và chúng ta đi hết đời này tới kiếp nọ, đi thế đời này kiếp nọ, chúng ta không cách nào để ra khỏi cái thân ngũ quẩn này. Đó, cho nên là nếu một người tu thực sự đối với đạo Phật thì chúng ta phải làm sao một lần phá vỡ ngũ quẩn này để chúng ta đi ra. Và khi một người đã phá vỡ ngũ quẩn thì họ sẽ sống trở lại với cái thực tại. Chúng ta nhìn thấy như hồi nãy á, mình nói là khi chúng ta thấy sự vật
mà không phân biệt, chúng ta có thấy tới thực tại chưa? Chưa, chúng ta chưa lột lớp cái thức này để nhìn thấy thực tại đâu. Thật ra là nếu mọi người mà trở về với thực tại được thực sự thì thấy mọi sự vật cũng giống như người kia là không phân biệt nha. Nhưng mà không còn khoảng cách. Bây giờ quý vị có nhìn có nghe đi nữa, hiện tại bây giờ chúng ta có lắng tâm cỡ nào đi nữa thì quý vị cũng vẫn là người ngồi đó để nghe chúng tôi nói đúng không? Vẫn còn cái hai ở đây, chúng ta chưa thoát ra được cái hai này thì chúng ta không tới thực tại được. Để làm sao để chúng ta có thể ngắm nhìn một sự vật mới lúc đầu, chúng ta có thể công phu để chúng ta thoát ra điều này. Thật ra cái chuyện mà phá vỡ thân ngũ uẩn không phải là chúng ta phá từ từ sắc rồi phá thọ, phá tưởng, phá hành, phá thức theo kiểu từ từ như vậy. Nhưng mà nó cũng có cái cách khác là chúng ta có thể vọt ra một cái bằng giữa công phu mà thiền tông gọi là đốn ngộ. Thì có thể một ông thầy khai mở mình bằng một cái kiểu nào đó, hoặc là chúng ta nghe một băng giảng nào đó chúng ta bị chết đi, hoặc là chúng ta trải qua một cái giai đoạn thiền định chúng ta phá vỡ cái mê này để chúng ta khai tuệ. Thường đó là định đó, khi chúng ta ở vào một cái trạng thái gọi là bất động á, trạng thái bất động nó chưa khai tuệ. Nếu đi theo con đường thiền định thì trải qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày ở một trạng thái bất động đó, cho tới khi nào mà chúng ta phá vỡ được những cái mầm mống sanh tử trong tâm thức của mình, những cái tiềm ẩn, những cái câu sanh ngã chấp của chúng ta, những cái hoặc nghiệp, những cái cho tới tận cùng theo con đường thiền định là diệt luôn cái thọ tưởng định theo con đường A-la-hán. Tức là cái cảm nhận khổ vui tan biến và cái tưởng này tan luôn, tức là cái thọ cái tưởng được diệt mất rồi. Khi được diệt cái thọ tưởng chúng ta đạt được cái định mới chứng được quả A-la-hán thôi. Thì họ dứt trừ cái mầm mống sinh tử gọi là chứng được cái lậu tận mình, những cái ý niệm sinh tử không còn nữa, và họ an trụ trong cái định đó được chứng quả A-la-hán. Nhưng mà cũng có con đường khác của thiền, có thể một câu nào đó khai mở người ta, người ta phá vỡ thân ngũ uẩn để dọt ra, thì người ta nhận biết được cái biết không phải là thân căn này nữa, thì họ đã một lần ra ngoài ngũ uẩn rồi, thì vậy là họ đã giải quyết được ngũ uẩn của mình. Còn nếu theo con đường tiệm thứ của Đại Thừa thì họ cũng dụng công để phá từ từ theo cái kiểu Kinh Lăng Nghiêm, thì mỗi một lần mà chúng ta phá một uẩn là nó hiện ra 10 loại ma. Quá uẩn thứ hai thì 20 loại ma, phá 5 cái uẩn thì phải trải qua 50 ngũ âm ma theo con đường của Đại Thừa. Thì chúng ta cũng phải thứ lớp để phá thôi. Tất cả những kinh điển từ hệ thống Nguyên Thủy cho tới Đại Thừa Đức Phật đều dạy chúng ta làm điều này. Đó cho nên nếu mà chúng ta đi theo tu Đạo Phật thì cái điều căn cốt mà cần cho chúng ta phải nhận biết là chúng ta phải biết rõ ràng mình là ai, cái thân này là cái gì, cái tâm này là cái gì, và chúng ta cần tu tập điều gì. Chứ nếu không á là chúng ta không biết mình tu cái gì. Mình tới Đạo Phật mình nói mình tu chứ mình chưa biết, chưa có nắm vững được là mình đang tu cái gì. Và cả đời của mình cũng không biết mình tu cái gì luôn. Cứ như, người ta chỉ mình cái cách niệm Phật thì mình cũng niệm Phật, cách là tụng kinh rồi mình cũng tụng kinh, cách sám hối cũng sám hối, chỉ cách ngồi thiền mình cũng ngồi thiền, mình cũng thấy mình ngồi ngon lành, cũng gán ngồi ém cho mình được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, thậm chí mình cũng được định vân vân. Nhưng mà định đó để phá cái gì, tới đâu rồi? Điều này là mình phải minh định rõ ràng. Thì khi mà chúng ta biết rằng mình phá cái gì, mình tới đâu, mình phá cái gì, mình tới đâu, mình phá cái gì, mình tới đâu, mình tới đâu, mình đạt được cái gì, cái nhận định, cái thấy biết của mình tới chỗ nào, thì chúng ta mới rành rọt được cái công phu tu hành của mình. Nếu mình không nắm được điều này thì coi như chúng ta chưa đủ chuyên môn để tu Đạo Phật. Một người tu theo Đạo Phật điều này chúng ta phải nắm rất vững, đủ có thể hiểu được mình, thì bây giờ mình sẽ thấy rằng mình kẹt cái gì để mình gỡ. Chứ còn bây giờ mình không hiểu mình là ai, mình gỡ cái gì, mình tu mình nói mình giải thoát cái gì, giải thoát cái gì. Mình ra đâu, mình ở đâu gọi là kẹt, mình ra đâu gọi là giải thoát, mình phải biết. Nó phải biết tường tận tới cái thân ngũ uẩn như vậy, để đến mức tận cùng khi mà chúng ta phá thân ngũ uẩn. Tức là ví dụ như ngồi tại đây nè, chúng ta thấy mình có cái mà không phải là thân căn. Bây giờ chúng ta bắt đầu khéo nhìn lại một tí nha. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi nè ha. Đầu tiên là chúng ta nhìn lại coi mình đang có ý niệm trong đầu không. Thì chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta lắng tâm thử trong một phút coi cho mình thấy mình đang có trong đầu, mình đang có lăng tăng đúng không, đang có khởi nghĩ này khởi nghĩ kia, đang có móng niệm này móng nọ nọ, hiện tại là chúng ta đang có cái điều này phải không? Chúng ta phải thấy ra điều này trước rồi đã. Thì vậy là chúng ta đang thấy mình khởi niệm đúng không, đang thấy mình có ý niệm
Thì ý niệm này có khi là nó buồn, có khi là nó vui, có khi là nó giận, có khi là nó nhớ, có khi là nó ghét, nó cái gì gì đó. Tức là tất cả những ý niệm này đang bị mình thấy. Đúng chưa? Rõ ràng là mình có cái đó. Thì vậy là mình nói đây là thân của mình, thì cái thân mình cũng đang bị cái gì đó biết. Và nói đây là cái tâm, tức là cái khởi nghĩ của mình. Cho nên người phương Tây nói là tôi nghĩ tức là tôi, điều đó sai rồi. Tôi nghĩ không phải là tôi thật đâu. Tôi nghĩ là cái ảo tôi thôi, chứ không phải là cái tôi thật. Thì cái ảo tôi